hát đi. Hát rồi. Giờ nghe con ba hỏi nè. Tại sao con hát bài này? Hả? Bài này thích. Hả? Con thích. Nhưng mà con là con nít rồi sao con hát bài này? Từ đây tới không có hát bài này nữa nha không? Bài này của người lớn mà. Con hiểu cái chuyện bài này không? Không có hiểu thôi hát bài thiếu nhi nha không? Bài gì cũng được, bài thiếu cháu, cô chú với con hay là gì đó, cho bài thiếu nhi đi. Cái mặt coi coi. Không mấy mấy hát cái bài này là cái bài tình cảm phải không? Ai ai dạy con hát? Nỗ ta không nỗ nàng. Cái gì? Nỗ ta không nỗ nàng. Con hiểu bài hát đó là bài hát gì không? Đỗ ta không đỗ nàng là sao? Nhưng mà tại sao, lý do tại sao mà con không biết bài này? Chị hay nói rồi. Sao con thích hả? Con thích hát bài này hả? Ừ.